Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ biến một chiếc váy trơn màu xanh này sẽ có họa tiết như nào. Các bạn cùng đến với mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng quạt theo một cách rất là khác, đó là quạt trên váy. Quạt được trang trí theo họa tiết. Chúng ta cùng theo dõi video của mình đang tạo hiệu ứng fantasy cho chiếc quạt này. Sau đó các bạn hãy chờ xem chiếc quạt ra sao. Xanh tím tím các bạn.